Hello, xin chào cô chú anh chị. Thì hôm nay em sẽ quay cho anh chị một cái dòng xe đến từ thương hiệu của Ford ha. Đây là một chiếc xe Ford Fiesta. Dòng này là dòng hatchback nha anh chị nha. Hatchback nhỏ gọn và 5 chỗ ngồi. Nếu anh chị nào mà thích đi những cái chiếc xe mà nhỏ gọn, đi gia đình đó, đi vòng vòng phố ha, thì hãy chọn chiếc này. Tại vì nó là một dòng xe 5 chỗ ngồi và trang bị là hộp số tự động ha. Đời 2011 và giá chỉ có là 2 thôi, là anh chị có một cái dòng xe như thế này đi. Anh chị thấy form dáng rất là đẹp ha. Ford thì nó cái thương hiệu thì cũng rất là nổi tiếng ha, cho nên là đi những dòng xe này thì từ máy móc cho đến gầm bệ nè, và bên ngoài bên trong xe rất là đẹp. Đây biển số thì 51 ha, thành phố Hồ Chí Minh. Thì anh chị nào ở thành phố Hồ Chí Minh thì đỡ tốn tiền Việt. Thì bây giờ em sẽ cho anh chị xem cái phần cốp. Cái dòng Ford này được có cái là cái cốp sau rất là rộng ha, không có là như những cái xe con cóc thường. Xe này thì nó sẽ rộng hơn và thoải mái hơn khi anh chị có thể là đi chơi nè, chở đồ nè, có thể là rất là rộng thoải mái. Đây anh chị xem sau xe thì em thấy là kiểm tra rồi ha, thì rất là rin. Nói chung là những cái xe này gia đình đi cho nên là rất là kỹ, thì anh chị cứ yên tâm ha, về chất lượng. Đây cho anh chị xem bên dưới này thì nó sẽ có là bánh sơ cua này. Cái vỏ sơ cua này còn mới luôn anh chị, và bọng sàn thì đẹp. Này có không biết để làm gì luôn, cái này em nghĩ là đồ để rót xăng ha. Đây xe thì sẽ là mâm đúc. Mâm đúc mà anh chị thấy cái vỏ còn rất là dày ha, bốn cái vỏ còn khá là đẹp. Xe này đó chị, cái vỏ này đó, chị có về là đi thôi ha, không suy nghĩ. Và keo chị của cánh cửa nè, như thế nào từng mép sát bên dưới luôn, và tấp bi cửa liền lạc luôn nè. Anh chị thấy cái hàng ghế phía sau rộng rãi thoải mái. Đây tuy là cái dòng xe hatchback nhưng mà được có cái là ngồi cũng thoải mái ha. Này đi 4 người thì ngồi thoải mái, mà 5 người thì nó hơi chật một xíu, nhưng mà được, nói chung là chấp nhận được. Trần thì vẫn là trần này rin nè. Đây cánh cửa bên này chị thấy nhìn cái tóc bi không, cho chị đây. Đây là keo chị nè, keo chị mà nhìn nó rin hay không đó là anh chị nhìn là biết ha. Mình biết cái tay nè đó, nó rất là sắc nét và gọn gàng ha, và cái bấm vô nè nó vừa cứng vừa mềm nè. Đó cho nên là keo chị này là rin ha, rất là dễ biết phân biệt luôn. Còn cái nước sơn bên ngoài nè anh chị nè, nước sơn nè. Cái nước sơn của cái xe này anh chị thì nó đã là sơn lại nguyên chiếc rồi ha, chứ không phải là nước sơn rin. Nhưng mà được có cái là xe nè anh chị nè, mình thùng thì rất là mỏng, không có bột nè, mỏng nè. Rồi bây giờ em sẽ cho anh chị xem cái phần vô lăng. Đây bên trong của một cái khoang lái của một chiếc xe thì sẽ là vô lăng này như thế nào. Ford trang bị là hộp số tự động rất là nhàn nhã. Đây cho anh chị xem cái đặc biệt của xe này nữa nè, vô số R ha, yeah. Chị thấy camera yeah không? Sáng trưng sáng rực. Cái này là rất là an toàn ha, khi mà anh chị mà có một chiếc xe thì anh chị nên ráp một cái màn hình để có một cái cam như thế này, khi mình ve nó rất là an toàn, có vật cản gì sau là mình sẽ biết hết ha, chứ nhiều khi là mù là có thể là không biết, là rất là nguy hiểm. Tay lái trợ lực nhẹ nhàng. Đây cái này là chỉnh đèn ha. Rồi bây giờ em sẽ cho anh chị xem cái phần động cơ khoang máy. Anh chị thấy phong máy không, nhìn rất là gọn.
Và cái dòng này á, là cái mức tiêu hao nhiên liệu á, thì nó nằm khoảng là 7 lít ha, 7 lít trên 100 cây. Và máy móc á, thì bên em sẽ bảo hành máy cho anh chị trong vòng 3 tháng. Và khi mà anh chị sử dụng á, thì bên em sẽ có là đội ngũ kỹ thuật ha. Anh chị có thể là gọi đến cho bên kỹ thuật, thì kỹ thuật em sẽ chỉ cái cách cho anh chị sử dụng như thế nào để cho cái máy nó bền và đi cho nó tốt ha. Và còn thường á, thì anh chị cứ lưu ý là cái nước nè, làm sao mà anh chị cứ chăm cho nó có nước ha, chứ còn mà để nó khô nước á là rất là nguy hiểm, nguy cơ là hại đến máy ha. Cho nên là lâu lâu đi xa mình chịu khó là mình mở lên để mình kiểm tra nước nhớt đó, cho nó đủ để mình đi ha. Đăng kiểm của xe này đến tháng 11 năm 23. Anh chị thấy bên dưới không, đèn bi nè, đèn rất là sáng, mặt ga lăng thì mặt đầu rất là đẹp ha. Rồi, anh chị nào mà thích những cái chiếc xe mang đến thương hiệu từ Ford như thế này và nhỏ gọn 5 chỗ ngồi và hộp số tự động đi trong phố thì hãy nhấc máy alo liền ha. Thôi em xin phép được kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị những video tiếp theo. Bye bye.